Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 176, hung thủ là nữ, 3. Tần Hoan lại nhìn hắn chằm chằm, tâm tư phẫn uất vừa rồi đã chìm xuống, còn lời này của hắn khiến cho nàng có chút cảm động. Có điều, rất nhanh sau đó vẻ mặt yến chỉ lấy lại sự bình tĩnh có điều cũng giống như cửu cô nương vừa nói chuyện này đã có định luận rồi lại còn là thánh thượng khâm định cho nên có liên quan rất dâu mấy lời như vậy sau này cửu cô nương chỉ có thể nói với ta thôi ánh sáng vừa lóe lên trong mắt tần hoan giờ lại vụt tắt thế nhưng cũng khiến cho trong lòng nàng thật sự yên tĩnh lại chuyện này là do thánh thượng khâm định liên lụy cả đến một vị thân vương và một vị sủng phi trong hậu cung nên đương nhiên đã trở thành cấm kỵ trốn kinh thành. Trong thiên hạ còn có ai dám nghi ngờ nữa chứ? Kẻ nghi ngờ nính nhẹ thì chính là coi rẻ thánh thượng, nặng thì xét tội như loạn đảng đồng lõa. Tần Hoan căn bản cũng biết vụ án của phụ thân không phải là án nhỏ, lần này chẳng qua là Yến Trì chỉ, chỉ khẳng định lại mà thôi. Yến Trì lại có xuất thân hoàng tộc mà thái độ hắn như vậy đúng là cực kỳ dễ chịu rồi. Tần Hoan thở hát ra, nàng vẫn cảm kích hắn. Vâng, Tần Hoan đã nhớ kỹ. Tần Hoan nói lý nhí, còn Yến Chỉ lại lên tiếng. Hai ngày nay ta cũng đọc rất nhiều sách của Thẩm Đại Nhân, trong lòng không khỏi thấy tiếc nuối. Nếu như không xảy ra chuyện lần đó, thì Đại Chu có một vị đại lý tự khanh như vậy, thật sự đúng là phước của Đại Chu. Cho nên ta cũng có thể hiểu được lòng cảm phục và che chở của cửu cô nương đối với Thẩm Đại Nhân. Yến Chỉ nhìn Tần Hoan, nàng chỉ có thể nở ra một nụ cười khô. Nàng đối với Tầm Nghị cũng không chỉ đơn giản là cảm phục và che chở. Tần Hoan không muốn nói quá nhiều về đề tài này. Yến Chỉ nhạy cảm như vậy, nếu như càng nói nhiều sẽ càng bại lộ. Tinh thần nàng phấn chấn trở lại. Điện hạ, hay là chúng ta lại đến rừng trúc tím xem thử? Yến Chỉ thoáng nghi hoặc, Tần Hoan lại nói thêm. Mặc dù đã có thể khẳng định một loạt thủ đoạn của hung thủ sau màn này đều là vì muốn đưa chuyện ghê tởm năm đó ra ánh sáng. Thế nhưng rốt cuộc thì cái đó cũng làm việc ác, cho nên vẫn cần một cái chân tướng. Yến chỉ lập tức gật đầu, được, vậy chúng ta quay lại xem xem. Tần Hoan gật đầu, khẽ túm váy áo rồi đi ở phía trước đẫn đường. Yến chỉ bước chậm lại hai bước, Tần Hoan trước mặt tự hồ như vẫn là Tần Hoan mà hàng ngày hắn nhìn đã quen mắt. Thế nhưng dị thường vừa rồi của nàng rõ ràng vẫn còn đang luẩn quẩn bên trong đầu hắn. Rừng trúc tím hiện tại đã không còn u ám tịch mịch giống như ngày thường nữa. Lúc tần hoan bước vào chỉ nhìn thấy hiện trường đào sới tìm thi cốt vẫn còn đang hỗn loạn. Cộng thêm bên dưới lớp cành lá heo úa là nước mưa vẫn chưa tan hết. Trên mặt đấy bùn nhão lẫn đất mềm vương vãi khắp nơi. Xung quanh cũng đầy rẫy dấu chân của nhóm người nha sai từng đi qua đi lại tất cả khiến cho khu rừng âm u này không còn có chút đáng sợ nào đối với tần hoan nữa gió thu lành lạnh thổi lúc quét qua rừng trúc tạo thành âm vang xào sạc mới đi được vài bước thì đột nhiên tần hoan nói điện hạ còn nhớ không hôm đó triệu ma ma nói nhìn thấy lửa ma chơi trong rừng thế nhưng chỗ miệng giếng này nằm ở rất sâu trong rừng kể cả có nổi lửa lên thì bên ngoài làm sao có thể nhìn thấy được yến chỉ đang xem xét xung quanh nghe thấy thế liền trao mày, đúng thật như vậy, ý của ngươi là có người cố ý đốt lửa. Nếu như là cố ý, chỉ cần rắc một chút bột lân tinh là có thể tạo ra ma chơi giả rồi. Tần Hoan nói xong thì bước chân theo bản năng đi đến miệng giếng kia, bởi vì phải đào tìm toàn bộ thi cốt cho nên trong rừng giờ đã có cả một cái làn kênh rất rộng. Tần Hoan đi vòng quanh miệng giếng, vừa đi vừa nghĩ xem làm thế nào để đốt lửa ở miệng giếng có thể là do suy nghĩ quá nhập tâm nàng vô tình đâm sầm vào một bụi trúc nàng vốn định vòng sang bên cạnh để né tránh thế nhưng vừa mới lùi lại một bước đã nhìn thấy ở phía trên một thân cây trúc có dấu vết gì đó nhàn nhạt, nhạt giống như là bị dao cùn cắt qua hơi hơi lõm xuống tần hoan trao mày rồi dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên sao thế yến chỉ thấy hành động của tần hoan kỳ quái nên mới đi đến bên này tần hoan chỉ vào dấu vết bên trên thân cây trúc chỗ này có một chút dấu vết, hình như là bị cái gì mài qua, hoặc là va chạm phai. Yến chỉ nhìn chăm chú, tần hoan lại thở dài, có điều. Mấy hôm nay nhóm nha sai ở trong rừng này đi qua đi lại, có khi đụng đến thì cũng không có gì lạ cả. Yến chỉ nghe thấy thế nhưng không hề mất đi vẻ hồ nghi, hắn đi đến nhìn dây lát rồi đột nhiên đi sát đến bụi trúc quan sát. Tần hoan thấy thế liền hơi cảm động, thậm chí còn không được tự nhiên, Nàng không phải nghĩ cái gì cũng đúng hết, nếu như chỉ nói đơn giản mỗi một câu vậy thôi mà khiến cho Yến Trì phải tự mình đi tìm lâu như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho nàng xấu hổ. Thế tử điện hạ? Tần Hoan muốn nói lại thôi, đột nhiên Yến Trì nói, "Chỗ này cũng có, ngươi qua mà xem." Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, nếu như chỉ phát hiện một chỗ thì chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng lại tìm ra được thêm một chỗ nữa thì sẽ càng ít khả năng là ngẫu nhiên hơn. Tần Hoan nhấc cao váy áo rồi bước lên, vội vàng đi đến chỗ ở bên cạnh Yến Trì. Chỗ Yến Trì đứng trong bụi trúc chỉ cách Tần Hoan có mấy bước chân, đến khi Tần Hoan đi qua thì quả nhiên phía trên thân trúc có vết hằn sâu còn rất mới. Yến Trì lại chỉ sang một chỗ khác nữa, "Xem này, trên cây này cũng có." Yến Trì nhường lối cho Tần Hoan bước lên, nàng gần như là đứng kẹp giữa bụi trúc và Yến Trì nhưng do nóng lòng tìm kiếm dấu vết cho nên nàng căn bản không phát hiện ra thật sự có bên trên bụi trúc tím phía bên kia thì chỉ có cây trúc ngoài cùng có vết này thôi bên này lại có hai cây như vậy đây là vì sao nhỉ nếu như nói là trùng hợp thì không thể trùng hợp nhiều thế được tần hoan chăm chú nói vừa nói xong thì theo bản năng quay đầu lại nhìn yến trì vừa quay đầu lại thì tần hoan mới phát hiện bản thân mình cứ như đang đứng gọn trong lòng yến trì mà khoảng cách hai người quá gần, tựa như nàng chỉ nghiêng người thêm chút nữa thì chán của nàng sẽ đụng đến cảm yến chi. Hô hấp của nàng như ngừng lại, rụt thân thể lại phía sau. Yến chỉ dừng một chút rồi mới lùi ra sau một bước, có vẻ như không để ý gì đến nàng mà gật đầu, phải, không giống như trùng hợp. Trong lòng tần hoan vô tình trở nên gấp gáp, nàng xoay người lại rất nhanh rồi đi sang bên cạnh tìm kiếm, mấy bụi trúc này ở gần với miệng giếng nhất. Để ta đi xem mấy bụi khác." Tần Hoan đi sang bụi trúc khác mà trong lòng tràn đầy hy vọng, thế nhưng nàng đi quanh bụi trúc này một vòng mà lại không tìm thấy dấu vết gì ở trên, chỗ này không có. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là trùng hợp? Nói như vậy thế nhưng Tần Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định đi đến bụi tiếp theo, chỗ này cũng không có. Nàng còn chưa nói dứt lời thì Yến Chỉ đã lên tiếng, "Ở đây có." Tần Hoan vừa mới lựa chọn phương hướng ngược với Yến Trì mà đi theo bản năng, hiện tại Yến Trì đứng ở đối diện với nàng. Tần Hoan gật đầu rồi lại tiếp tục đi vòng quanh miệng giếng chứ không bước về phía hắn. Nàng nhìn thêm hai bụi trúc nữa rồi lại đến chỗ đoạn đào sới kia, ngay lúc nàng cho rằng bụi trúc này cũng không có gì thì lại nhìn thấy được dấu vết kia. Ở đây có, quá kỳ quái, vì sao chỉ ở phía đông miệng giếng mới có còn phía tây thì không? Tần Hoan sờ nhẹ lên dấu vết trên thân trúc, sau đó lại ngửa đầu nhìn lên trên ngọn trúc, vừa nhìn đã phát hiện ra ngọn cây này có hơi nghiêng về phía miệng giếng. Nàng quay đầu lại nhìn sang mấy cây trúc mà trên thân có vết mài, quả nhiên mấy cây đó đều đang nghiêng hướng về phía miệng giếng. Tần Hoan đi đến chỗ Yến chỉ đứng, xem xét từng bụi từng bụi một, quả nhiên trên mỗi một cây trúc ở phía đông miệng giếng đều có vết hằn. Tần Hoan trao mày, không phải mỗi một cây trúc đều có, mà chỉ có hai cây ngoài cùng trong bụi trúc có mà thôi không đúng chỗ này cả ba cây đều có yến chỉ đứng ở phía trước một bụi trúc tần hoan nhìn hắn rồi trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì cho nên ngay lập tức đến bên cạnh hắn đứng ở phía sau bụi trúc nhìn về phía miệng giếng còn yến chỉ lại nói mấy cây trúc này có phải đã buộc vào cái gì không tần hoan nhìn xuyên qua bụi trúc đến chỗ miệng giếng đột nhiên đáy mắt nàng sáng rực lên điện hạ nói đúng đúng là có buộc đồ vật yến chỉ nhìn chăm chú còn trên mặt tần hoan có vẻ rất phấn khởi điện hạ ta hiểu rồi yến chỉ quay sang nhìn tần hoan rồi lại nhìn bụi trúc sau đó nhìn xung quanh một vòng tựa như hắn cũng nghĩ đến cái gì đó có phải người biết cách mà hung thủ dùng để di rời trấn yêu thạch đi đáy mắt tần hoan sáng lên giơ tay chỉ vào thân trúc dùng cây trúc khóe môi yến chỉ hơi cong sau đó lại hỏi dùng cây trúc. Tần Hoan giống như được người ta cổ vũ, trên mặt tỏ ra vẻ cực kỳ chắc chắn, phải. Dùng cây trúc, ban đầu ta đã nghĩ sai rồi, để di chuyển được chấn yên thạch thì chắc chắn phải dùng lực rất lớn, thế nhưng không nhất định đó phải là một nam tử có sức khỏe. Đã có mấy cây trúc này hỗ trợ thì ngay cả nữ tử cũng có thể làm được. Yến Trì chỉ, chỉ cười mà không nói gì, trong khi Phục Linh thì lại khó hiểu, tiểu thư đang nói gì vậy? cây trúc có thể di chuyển tảng đá ư? Tần Hoan quay lại nhìn Phục Linh, phải, cây trúc di chuyển tảng đá. Nhìn thấy Phục Linh vẫn đang ủ ủ cạc cạc, đột nhiên Tần Hoan níu ngọn một cây trúc xuống. Phục Linh thấy thế liền lo lắng, tiểu thư làm gì vậy, để nô tỳ làm, chú ý đừng để tay bị thương. Phục Linh còn đang định bước đến thì đột nhiên Tần Hoan buông tay nàng vừa thả tay ra thì cây trúc đang uốn cong đột nhiên bật ngược trở lại kéo theo một tiếng gió xào sạc em nhìn xem đây là lực của thân cây trúc ta dùng hết sức mới có thể uốn cong thân trúc xuống đây thế nhưng khi thả tay ra thì thân cây cũng bật ngược trở lại rất mạnh lực của một cây có thể là nhỏ thế nhưng rất nhiều cây hợp lại thì sao dùng dây thừng một đầu buộc vào phía trên cây trúc bị uốn cong còn đầu dây kia buộc vào trấn yêu thạch cộng thêm sức người nữa, chẳng lẽ không tương đương với sức của một nam nhân khỏe mạnh. Tần Hoan quay sang nhìn Trấn Yêu Thạch, Trấn Yêu Thạch này bị nha sai di chuyển rồi cho nên hiện tại mới nằm ở phía bắc của miệng giếng. Thế nhưng điện hạ có còn nhớ rõ không, lúc lần đầu tiên chúng ta đến đây thì Trấn Yêu Thạch chính là ở phía đông miệng giếng. Mà những vết hằn sâu trên thân trúc này chính là vì để cố định lại dây thừng, không để dây chính bị tuột ra lúc uốn cong bụi trúc chỗ thì thưa thớt chỗ thì dày đặc, hung thủ không thể có khả năng buộc một lúc cả bụi trúc xuống. Mặc dù đều có thể mượn lực thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, cho nên người đó tốt nhất là lựa chọn những thân cây nằm ở phía bên ngoài. Vì vậy chỉ có vết hàn trên mấy thân cây nằm phía ngoài bụi trúc, tất cả đều ở phía đông của miệng giếng. Phục Linh trợn tròn mắt không thể tin được phương pháp này. Phương pháp này đúng là tuyệt vời. Cảm xúc của Tần Hoan lúc lên lúc xuống, Phương pháp này đúng thật là rất tuyệt, nếu như không thấy được mấy dấu vết này thì làm sao nàng có thể nghĩ ra được hung thủ đã dùng biện pháp như vậy. Cây trúc là vật chết thế nhưng lại là một vật mềm dẻo nên có thể mượn lực, khiến cho người khác nghĩ rằng chắc chắn phải có mấy người thì mới có thể di chuyển được tảng đá, hoặc là một nam tử cực kỳ khỏe mạnh. Như vậy thì ngay từ lúc bắt đầu hung thủ đã vượt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Trong móng tay của Lưu Xuân có vụn thức ăn lúc hắn bị giết thì cực kỳ có khả năng trong đồ ăn đó có chứa thuốc mê còn lúc liễu thị bị giết thì cũng có thể là do bị hung thủ ra tay bất ngờ nàng ta là nữ tử cho nên cũng sẽ không có sức mà phản kháng tần hoan hơi ảo não nhìn yến trì ta đã đoán sai ngay từ đầu rồi hung thủ chắc chắn là nữ tử phải dùng đến nhiều thân chúc như vậy thì sức lực của người này chắc chắn cũng không lớn lắm yến trì đi dến là người khác dùng thuật che mắt cho nên chúng ta chưa thể nhìn ra được. Hiện tại ngươi tìm ra biện pháp di chuyển trấn yêu thạch thì bọn ta liền có thể tra xét theo phương hướng khác, ngươi đừng để trong lòng. Tần Hoan thở dài, nếu đã là nữ tử thì chắc chắn là người có thân phận trong nội viện. Mà trong nội viện thì chỉ có đơn giản mấy vị quản sự, hoặc là lão nhân biết chuyện năm đó. Hung thủ còn có chút giao tình với Lưu Xuân cho nên Lưu Xuân mới có thể tin nàng ta. Tần Hoan vừa nói xong thì đột nhiên nghĩ đến Lưu đại nương. Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, ta biết một người, lần trước chuyện của nhị di nương là do bà ấy nói cho ta biết. Sự việc lần trước vẫn còn chưa vạch trần ra nên bà ấy không dám nhiều lời, ta cảm thấy bà ấy biết rất nhiều, nếu như hiện tại lại đi hỏi thì biết đâu bà ấy còn nói ra nhiều chuyện hơn nữa. Người đó chính là Lưu đại nương phụ trách phòng bếp. Yến Trì gật đầu, được vậy ngươi đi tìm bà ấy còn ta đi hỏi mấy người khác. Mấy hôm trước Hoác Chi Phủ có để lại một bản ghi tên người, trong đó đã phân ra những người đã ở trong tần phủ trên 8 năm, trong đó đúng là có vài vị nữ ma ma. Tần Hoan gật đầu, vội vội vàng vàng dẫn Phục Linh đi đến dãy phòng dành cho hạ nhân ở rìa phía tây của phủ. mươi 177, Xuân Cung Đồ, 1. Liều Đại Nương đang làm gì thế? Tần Hoan dẫn Phục Linh đến phòng cho hạ nhân, Vừa vào cửa đã thấy Liêu Thị đang mài mài cái gì đó ở phòng trong. Liêu Thị hơi kinh ngạc ngừng đầu lên, cử tiểu thư sao lại đến đây thế? Lão nô bái kiến tiểu thư. Tần hoan vừa vào cửa, nàng động động cánh mũi rồi cười nói, trần bì. Đáy mắt Liêu Thị sáng lên, vừa cười vừa lau lau hai tay lên y phục. Tiểu thư quả nhiên thông tuệ, mời tiểu thư cư đến nhà trước mùi đi. Nô tỳ rửa tay sạch sẽ rồi đến ngay tần hoan gật đầu rồi đi khỏi phòng trong nàng vừa đi đến được chỗ cửa phòng liêu thị còn chưa kịp bước vào thì liêu thị đã rửa tay xong rồi đi từ phòng trong ra bà bước nhanh đến rồi đẩy cửa ra mời tiểu thư vào tần hoan vừa phòng xong hỏi bà với giọng rất thoải mái vừa rồi liễu di nương đang làm cái gì thế liêu thị vừa pha trà vừa nói mấy hôm nay lão phu nhân không được khỏe lắm ăn cái gì cũng không vào cho nên nô tỳ nghĩ ra làm chút bánh ngọt trần bì, vừa mềm vừa xốp dễ ăn, hơn nữa lại còn có thể thay đổi khẩu vị. Nói dứt lời thì bà đã pha trà xong, tiểu thư đừng ghét bỏ, ở chỗ nô tỳ không có trà ngon. Tần Hoan nhận lấy ly trà, nhấp môi hai lần rồi mới hỏi, mấy hôm nay liễu di nương ở bên này có tốt không? Nàng hỏi như vậy thì Liêu Thị đã biết nàng có ý gì, mấy hôm nay trong tần phủ hoàn toàn hỗn loạn, mặc kệ là chủ tử hay là hạ nhân thì cũng không thể sống được cuộc sống giống như trước đây nữa. Chủ tử thì còn đỡ, bọn hạ nhân thì ngày nào cũng bị gọi đến thẩm vấn, có đôi khi bị kẹt lại ở trong viện quản sự cả nửa buổi. Liêu thị thở dài, đương nhiên vẫn còn ổn, lần này dù sao vẫn còn ở trong tần phủ, nếu như bị kéo vào đại lao hỏi tội thì mới đúng là khô sơ. Sắc mặt tần hoan hơi tối đi, đại nương cũng biết chuyện của lão gia liêu thị nheo mắt nhìn tần hoan muốn nói lại thôi sắc mặt tần hoan rất công chính đại nương sự tình đã đến mức độ này rồi tần phủ chắc chắn sẽ gãy đồ vừa rồi bọn ta đến thăm lão ra dáng vẻ đó của ông ta đừng nói là tống giam chờ luận tội chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không còn giữ được bao lâu nữa rồi đại nương còn cái gì không thể nói nữa chứ liêu thị cúi đầu thở dài liên tục ý của tiểu thư lão nô hiểu có điều lão nô cũng không biết cụ thể lắm. Chỉ biết là năm đó có một đoạn thời gian lão gia mua về rất nhiều nữ nô, đều để ở bên trong viện của mình. Tất cả mọi người đều biết đến bản tính phong lưu của lão gia rồi. Thế nhưng những nữ nô này chỉ đều là hài tử, đưa vào làm việc tạp dịch thì cũng chẳng làm được gì nặng nhọc cả. Về sau lão phu nhân không nhìn nổi nữa thì mới không cho phép lão gia như vậy. Sau đó lão gia còn náo loạn mấy ngày, mãi sau mới đột nhiên yên tĩnh lại. Vừa nói thì mắt mày Lưu Thị vừa giật giật. Ai cũng cho rằng lão gia đã thay tính đổi nết, nhưng ai biết được lão gia lại dẫn nhị di nương về phù. Trước đó lão gia chỉ có một vị di nương là do nâng lên từ thông phòng trước đây, cũng chính là mẫu thân ruột của nhị thiếu gia, đáng tiếc bà ấy bị bệnh nên mất sớm. Lão phu nhân không cho lão gia nạp thiếp thì lão gia đi tầm hoa vấn liễu, nuôi vài người ở bên ngoài, đến khi lão phu nhân biết được hiểu rằng tính tình lão gia như vậy rồi nên không muốn ông ấy có tâm lý phản nghịch nên đành phải cho phép nhị di nương vào phủ. Liêu thị nói xong thì hai mắt hơi nheo lại, giống như lâm vào trong hồi ức. Mấy hôm đó đại khái là mấy ngày mà nô tỳ thấy lão gia hăng hái nhất, có điều. Lão gia không thích nhị di nương ra ngoài cho nên mới xây dựng một khoảng sân trong phủ, rồi thường thường đi đến đó. Nơi đó lại do Liêu Xuân phái hai người đến canh chừng không cho ai đến gần về sau lại có một, hai người hạ nhân nói rằng có vẻ như họ nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử vang ra từ trong viện đó. Bọn hạ nhân vốn là không được phép nghị luận chuyện của chủ tử, huống chi là những chuyện như vậy. Vẻ mặt liêu thị trầm trọng, lúc đó có vẻ như phải diễn ra hơn một năm, đột nhiên đến một ngày nọ thì rừng trúc tím bị niêm phong. Nói đến đây đột nhiên tần hoan trao mày, khoan đã, rừng trúc tím bị niêm phong thời điểm đó có thể là nhị di nương đã nhảy xuống giếng liêu thị lắc đầu vẫn chưa đâu thật sự cũng không hẳn là bị niêm phong hoàn toàn lúc đó thỉnh thoảng vẫn có người trong phủ vào trong rừng chúc vui đùa ngay cả mấy chủ tử cũng hay lui tới thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó toàn bộ cánh rừng đều bị phong lại không những không cần thợ thủ công và hạ nhân đến xử lý mà ngay cả chủ tử ở trong phủ cũng không được phép đến Thời điểm đó đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều đã biết chạy nhảy nô đùa rồi. Nhưng tiểu hài tử thì càng không được đến gần. Chính vì lão phu nhân thường xuyên tin mấy chuyện phong thủy âm dương cho nên bọn hạ nhân cũng không thấy có gì kỳ lạ. Thế nhưng mấy tháng sau nhị di nương liền chạy vào trong đó để nhảy xuống giếng. Chuyện nhảy giếng này đã náo loạn đến mức toàn bộ phủ đều biết. Từ sau chuyện này trở đi thì rừng trúc tím mới thật sự trở thành cấm địa trong phủ. Tần hoan híp mắt lại, hóa ra mọi lời đồn đại về rừng trúc tím trở thành cấm địa vì nhị di nương nhảy xuống giếng đều là giả. Ngay trước khi nhị di nương nhảy xuống, Tần An Hải chết những tiểu nữ đồng do hắn mua được từ tiệm cầm đồ Khánh Nguyên sau đó ném thi thể vào trong giếng, cho nên mới cấm người trong phủ bước vào trong rừng trúc. Thời điểm đó Tần An vẫn còn không lấy cớ trắng trợn như vậy cho nên rừng trúc mới chưa hoàn toàn bị cấm cưa. Mãi đến tận lúc nhị di nương nhảy xuống giếng rồi thì rừng trúc tiếm mới chính thức trở thành cấm địa, miệng giếng cũng bị đè chấn yêu thạch lên. Lúc ấy đại nương không biết, hiện giờ đã biết rõ rồi. Liêu thị nghe thấy thế liền thở dài, đã biết thi cốt của mấy tiểu hài tử đó chính là do lão gia làm. Nói xong bà lại cắn chặt răng, gây ra chuyện thương thiên hại lý cỡ này, chẳng trách hiện giờ bị bệnh nặng. Tần Hoan lại nói, đúng rồi, đại nương có nhớ rõ dung mạo của nhị di nương không? Còn nữa, năm đó có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không? Với cả chuyện lão gia thích nữ hài tử có bị đồn ra ngoài không? Liêu thị lắc đầu, không đồn ra đâu, thời điểm đó lão phu nhân vẫn còn nhanh nhẹn cho nên quản thúc hạ nhân cực kỳ nghiêm khắc. Bọn ta ngẫu nhiên nghị luận một, hai câu đã là cực hạn rồi, cho nên nếu nói chuyện lạ thì chính là nhị di nương. Ngay từ lúc bắt đầu vào phủ trở đi thì nàng cực ít khi xuất hiện, mà lão gia khi thì yêu thích nàng, sủng ái đến tận cùng, thế nhưng khi thì lại tức giận phất tay áo đi ra từ trong viện của nàng rồi mấy ngày cũng không thấy đến. Còn về phần dung mạo của nhị di nương thì đúng là nô tỳ đã thấy được một lần từ rất xa, nàng ta chỉ thích mặc y phục màu sắc giản dị, nhưng cảm giác rất tiên khí, dung mạo ngũ quan thì không cần phải nói. Nhìn vào chỉ như thiếu nữ tuổi thanh xuân vừa đẹp tựa ngọc bích, lại vừa có vẻ dịu dàng quyến rũ. Lúc ấy, Quả Thực Nô Tỳ đã rất kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng ấy. Nói xong, Liêu thị cười khổ một tiếng, có điều đã nhiều năm trôi qua rồi, Nô Tỳ vẫn không còn nhớ rõ cụ thể lắm. Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng có hơi thất vọng. Liêu thị còn không biết Nhị Di nương là bị bắt cóc mà đến, Nhị Di nương biết nhà mình ở đâu? ngày ngày tưởng nhớ đến phu quân và nữ nhi của mình thì làm sao có thể thật lòng thật dạ hầu hạ tần an. Có lẽ vì cầu xin nên mới sẵn sàng làm hài lòng ông ta, cho nên ông ta mới vui vẻ. Tới khi nàng biết Tần An lừa mình và cũng không hề có ý định thả mình đi cho nên mới để lộ ra thái độ thật sự của mình. Tần An thấy thế thì làm sao còn có thể tiếp tục sùng ái nàng được thêm nữa chứ? Thấy Tần Hoan có chút thất vọng nên Lưu Thị hỏi tiểu thư muốn biết dung mạo của nhị di nương để làm gì. Tần Hoan lắc đầu, sau đó trấn an, không có gì, chỉ là tò mò thôi. Liêu thị lại tập trung suy nghĩ, nếu như tiểu thư thật sự muốn biết thì có thể đến thư phòng của lão gia xem thư. Lúc lão gia còn trẻ rất thích học đòi mấy chuyện văn thơ cho nên cũng từng thụ giáo ở chỗ một danh sư thi hòa. Năm đó lão gia yêu thích nhị di nương là thật cho nên chắc chắn cũng sẽ để lại vài bức vẽ, tiểu thư đi vào trong đó tìm thử xem chắc chắn có thể tìm thấy những bức họa mà năm đó lão gia đã vẽ đáy mắt tần hoan sáng lên đúng là như vậy tần an là người phong lưu tới trình độ này ôm ấp mỹ nhân trong ngực thì chẳng lẽ lại không hí hoáy bút mực tần hoan đứng phát dậy sao ta lại không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ đại nương đúng thật là giúp ta một việc lớn rồi liêu thị hơi xấu hổ bà cũng đứng dậy theo tần hoan những điều nô tỳ biết chỉ là nhỏ nhặt tiểu thư đến hỏi mà nô tỳ lại chẳng nói ra được thông tin nào có thể dùng được cả nếu như điều nô tỳ biết lại có thể giúp được tiểu thư thì đúng là tạo hóa của lão nô rồi tần hoan hít sâu một hơi bất luận thế nào cũng xin đa tạ đại nương để ta đến tiền viện nhìn xem tần hoan nói xong liền rời đi thế nhưng vừa bước đến cửa thì chợt dừng chân lại nàng rút một cây châm từ trên búi tóc xuống đó chính là một trong những món đồ trang sức bằng mọc xanh mà Giang Thị tặng cho nàng. Nàng quay lại rồi nhét vào trong tay Lưu Thị, giọng nói rất trầm trọng: Đại Nương đã ở trong phủ nhiều năm, có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ đến tần phủ sẽ sụp đổ. Thế nhưng một khi biến cố này xảy ra, thì mấy vị trụ từ còn lại trong phủ cũng chỉ như cánh bèo trôi theo dòng nước, còn Đại Nương lại càng. Cây này Đại Nương phải nhận lấy mấy hôm nay đại nương cũng phải cẩn thận suy nghĩ đường lui cho chính mình, nếu như cần gì hỗ trợ thì cứ đến Đinh Lan Uyên là được. Đáy mắt Liêu Thị vốn đang có vẻ hoảng sợ, sau đó cúi đầu xuống nhìn thoáng qua cây châm mà Tần Hoan đưa cho mình, hốc mắt bà lại đỏ ửng lên, đang định đẩy lại thì Tần Hoan lại càng nắm chặt tay hơn nữa, cây châm cũng bị nắm chặt trong tay bà. Đại nương phải suy nghĩ cẩn thận, ta đi trước. Tần Hoan vỗ vỗ mờ u bàn tay Liêu Thị rồi không nhiều lời nữa xoay người rời đi. Liêu Thị đứng tại chỗ muốn nói lại thôi, thế nhưng khóe môi chỉ giật giật rồi không nói nên lời. Ngay khoảnh khắc này thì Tần Hoan đã tự mở cửa đi ra ngoài rồi. Liêu Thị đứng ngơ ngác ở đó một lúc lâu, không dám bước trở lại vào trong phòng trong. Rời khỏi phòng hạ nhân ở phía tây, Tần Hoan cất bước ngày một nhanh, Phục Linh gần như phải chạy thì mới đuổi theo kịp sao tiểu thư lại nghĩ đến đi hỏi dung mạo của nhị di nương chẳng lẽ tiểu thư thật sự muốn biết nhị di nương đẹp đến thế nào phục linh vừa nói xong thì tự mình lắc lắc đầu tiểu thư nhà mình cũng không phải mấy nam tử ham mê cái đẹp kia tần hoan xách váy đi đằng trước hung thủ có liên quan đến nhóm người bị hại năm đó nếu có thể thì ta còn muốn biết dung mạo của từng người bị hại nữa cơ thế nhưng hiện tại biết đi đâu mà hỏi được chỉ có mỗi mình nhị di nương là có thể hỏi được thôi. Biết đâu chừng hung thủ đứng sau màn này lại có quan hệ với nhị di nương. Nếu như bọn họ thực sự là thân thích thì xem tranh có lẽ sẽ tìm ra được manh mối. Trong mắt Phục Linh hơi sáng lên, tiểu thư quả nhiên thông minh. Tần Hoan cười cười, là Lưu Đại Nương giúp ta. Từ nội viện đi đến tiền viện thì phải đi hết thời gian khoảng một khắc. Tần Hoan vừa mới rời khỏi tiền viện không lâu đã quay trở lại đây rồi tề lâm đang đứng canh gác thấy thế liền kinh ngạc sao cửu cô nương lại quay lại đây rồi tần hoan chỉ chỉ vào cửa viện bị đóng chặt ta vào đó tìm đồ đương nhiên tề lâm sẽ không ngăn chờ tần hoan không chỉ có không ngăn chờ mà lại còn đích thân đi cùng cửa vừa mở ra thì tề lâm giơ tay lên mời lúc tần hoan bước vào hắn mới hỏi cửu cô nương muốn tìm cái gì bước chân tần hoan rất nhanh tìm bức họa bức họa của nhị di nương Vừa nghe đến đây thì Tề Lâm biết ngay có liên quan đến vụ án nên trong lòng cũng cảm thấy vội vàng, thấy vẻ mặt Tần Hoan rất nghiêm túc cho nên ông cũng không dám hỏi nhiều. Hai người đi thẳng vào phòng chính, vừa vào đến cửa thì lão nô phụ trách chăm sóc Tần An lại đi từ trong gian phòng bên cạnh ra ngoài, trên tay ông ta cầm một bình thuốc, có vẻ như đang muốn mang đi rửa. Ông ta vừa nhìn thấy Tần Hoan thì giao bình thuốc cho tiểu đồng bên cạnh rồi bước nhanh đến gần. Sao cửu tiểu thư lại đến đây? Đúng lúc Tần Hoan cũng nhìn về phía ông ta, thi họa của lão gia đều ở chỗ nào. Lão bộc ngẩn người, trong thư phòng, có điều cử tiểu thư nói là thi họa gì? Lão gia cất giữ rất nhiều thi họa, của tiền triều và của cả những văn nhân thi sĩ hiện nay, còn có. Tần Hoan khoát tay, ta muốn những bức họa mà lao gia tự mình vẽ, tốt nhất là từ 8 năm trước. Nói đến đây thì đột nhiên Tần Hoan hỏi thẳng luôn vào trọng điểm, lão gia năm đó có vẽ nhị di nương không? Chương 178, Xuân cung đồ 2. Vừa nhắc đến nhị di nương thì đương nhiên lão bộc nghĩ đến hỗn loạn mấy hôm nay, cho nên trên mặt ông ta cũng căng thẳng sau đó gật đầu, vẽ thì cũng có vẽ, có điều. Có điều lão nô cũng không biết đề ở chỗ nào, 10 năm trước lão nô mới chỉ là tiểu quản sự trong viện này, không hề hầu hạ bên cạnh lão gia. Vậy có ai biết những tác phẩm năm đó lão Gia vẽ ở đâu không? Tần Hoan vừa hỏi như vậy thì ánh mắt lão nô chợt né tránh, Lưu. Lưu quản gia biết, Tần Hoan cảm thấy như nghẹn trong ngực, nàng cho mày bất đắc dĩ hoi, Lưu Xuân đã chết rồi, người dẫn ta đến thư phòng của lão gia nhìn xem. Tác phẩm của lão gia đương nhiên không thể tùy tiện vứt lung tung. Lão nô gật đầu lia lịa rồi dẫn Tần Hoan đi về hướng thư phòng của Tần An. Tiền viện ngoại trừ chính phòng thì thư phòng của Tần An cũng nằm trong một gian phòng phụ rất rộng rãi. Chính giữa phòng thông thoáng, giá sách, kệ tủ, sảnh tiếp khách đều đầy đủ. Mặc dù mấy năm gần đây Tần An đã không còn yêu thích phong nhã nữa, thế nhưng trong thư phòng cảm giác như cái gì cũng có. Bất luận là bình phong sơn thủy hay là gốm sứ ngọc thạch đều là những thứ có giá trị xa xỉ, còn trên tường treo đầy thi họa của những danh gia nổi tiếng, tất cả đều giá trị và khó cầu. Tần Hoan nhìn lướt qua thấy bên trên án thư có bộ văn phòng tứ bảo thế nhưng đã phủ bụi dày, mà mỗi một bộ văn phòng tứ bảo đều là chân phẩm. Nàng thầm thở dài trong lòng, Tần An cứ thế mà làm uổng phí những đồ quý báu như vậy. Cửu tiểu thư, đồ vật trong thư phòng của lão gia có hơi nhiều, trên giá sách bên kia có rất nhiều tranh chữ, còn có bên trong hai ngăn tủ bên đó nữa. Có tranh lão gia tự mình vẽ, cũng có người khác tặng, cũng có một chút là siêu tầm đã rất lâu rồi lão gia không dùng đến thư phòng ngày bình thường cũng không cho ai tiến vào cả bởi vậy nên không có ai quét dọn sửa sang lại chỗ này tần hoan biết ý của lão nô này thi họa có quá nhiều mà ông ta lại không biết thứ tần hoan muốn tìm nằm ở đâu tần hoan khoát tay biết rồi ngươi lui xuống đi ta tự tìm là được lão nô muốn nói lại thôi tần hoan cũng hiểu được yên tâm ta sẽ không làm hư hỏng cũng không lấy đi lão nô hơi hậm hực ngược lại đi ra bên ngoài đứng chờ phục linh tiến lên hỏi tiểu thư nhiều như vậy phải tìm thế nào chứ tần hoan thở dài thật sự hơi nhiều thật có điều vẫn phải tiếp tục tìm thôi mở từng bức từng bức ra nhìn cẩn thận một chút đừng làm hư hỏng tần hoan nói xong thì đi về phía giá sách của tần an phục linh hơi nghi ngờ thế nhưng nô tỳ không biết phải xem thế nào xem lạc khoản ấn tín và đề tử, không thì đầu tiên em cứ đi tìm tranh vẽ mỹ nhân đi. Phục Linh cười nói, nô tỳ hiểu rồi, đầu tiên nhìn xem có phải là mỹ nhân hay không, nếu là mỹ nhân thì lại nhìn lạc khoản và đề tử. Tần Hoan gật đầu rồi bước đến giá sách cầm lấy một loạt những bức họa nằm ở phía trên, nàng ôm xuống hơn 20 cuộn đặt lên trên án thư rồi mở từng cuộn ra xem. Ở bên này Phục Linh cũng đi đến ngăn tủ ở phía đông, lấy ra rất nhiều cuộn trục rồi đặt ở trên bàn đây là sơn thủy không phải đây là vẽ hoa mẫu đơn không phải đây là người a à, vẽ một ông già ồ đây là mỹ nữ có điều đây không phải là lão gia vẽ phục linh vừa xem vừa lẩm bẩm tự nói tể lâm thấy thế cũng đi mở một ngăn tủ khác ra mặc dù hắn là người thô kệch thế nhưng dựa theo lời tần hoan nói tìm tranh mỹ nhân rồi tìm lạc khoản và ấn tín thì hắn cũng có thể tìm lão nô đứng ngoài cửa nhìn tần an mở từng bức từng bức họa chân quý của tần an ra thì trong lòng có hơi bất an thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại tần an đã bệnh đến mức độ kia rồi làm gì còn tâm tư đi quản những thứ này nữa huống chi tần phủ đã xảy ra một vụ án lớn đến thế này nên chỉ sợ đang chờ đợi tần phủ chính là một cái tội lớn trong nội tộc Đến lúc đó những vinh hoa phú quý này có còn quan hệ gì với Tần An nữa đâu. Nghĩ như vậy, lão nô lại đi sang bên cạnh phân phó một tiểu nô, mang bình thuốc này đi rửa sạch đi. Nói xong ông ta cũng chẳng muốn canh giữ ở đây nữa mà đi thẳng đến phòng chính trông chừng Tần An. Trong phòng, rất nhanh sau đó Phục Linh thở dài, nhiều bức họa đẹp như vậy mà lại bị nhét vào trong ngăn tủ, dính lên biết bao nhiêu bụi, đúng là cũng may nô tỳ không biết mỗi một bức tranh này có thể bán được bao nhiêu bạc nếu không thì lại càng đau lòng hơn nữa tề lâm bên này cũng cực kỳ cẩn thận bàn tay hắn toàn là vết chai cho nên chỉ sợ vô ý làm hỏng mất bức họa trong tay mình mọi người cùng xem hết hai khắc thời gian trên trán tề lâm đã toát mồ hôi rồi cửu cô nương chỗ ta không có tần hoan trao mày tốc độ xem tranh của nàng nhanh cho nên còn xem được nhiều hơn tề lâm Thế nhưng nàng không cũng tìm được gì. Ở chỗ ta cũng không có, dù sao cũng đã 10 năm trôi qua rồi, kể cả sau này ông ta có nhớ đến rồi vẽ lại thì cũng đã nhiều năm như vậy, nhất định là cũng không biết quẳng đi nơi nào rồi. Vừa nói thì Tần Hoan cũng vừa xem xong bức cuối cùng trên giá sách, trong lòng nàng cũng hơi thất vọng, nàng thở dài rồi mang toàn bộ xếp lại lên trên giá, sau đó mới xoay người lại quan sát thư phòng thêm lần nữa trên tường treo phần lớn là tranh sơn thủy thủy mặc và chữ lưu niệm của các danh gia ngoài ra cũng chỉ còn hai cái tủ cao kia thế nhưng bên trong cũng lại không có tần hoan đi đến bên cạnh phục linh hiển nhiên phục linh cũng chỉ còn lại năm sáu bức tần hoan lắc đầu mấy bức này chất giấy quá mới chắc chắn là mới chỉ vẽ ra khoảng một hai năm nay thôi không cần phải xem nữa nếu như tam lão gia này một hai năm lại vẽ nhị di nương một lần thì sao phục Linh còn muốn tự mình hoàn thành công việc nhưng tần hoan lại lắc đầu ông ta không phải là một người trung tình huống hồ đã nhiều năm trôi qua như vậy thì sáng vẻ chi tiết của con người cũng không còn nhớ rõ nữa có vẽ ra thì cũng không thể chính xác được nói xong Tần hoan lại nhìn tể lâm nàng bước đến chỗ hắn thì thấy tể Lâm cũng sắp xem xong rồi ba người tìm kiếm suốt nửa canh giờ mà lại không thu hoạch được gì Tần hoan lắc lắc đầu chẳng lẽ sau chuyện năm đó ta lại xóa sổ hết hoàn toàn bức hỏa của nhị di nương? Cửu cô nương, làm sao bây giờ? Tể lâm không muốn từ bỏ, tần hoan lại khoát tay, không sao cả, cứ cất tranh về chỗ cũ đi, có lẽ ở đây thật sự không có, để ta đến chỗ khác trong viện này tìm thử xem sao. Tề lâm gật gật đầu, tần hoan thấy hai người bọn họ đặt tranh trở lại vị trí cũng thì mới xoay người đi ra cửa nghĩ nghĩ một lúc rồi tần hoan lại đi đến cửa phòng chính bên trong phòng chính đương nhiên cũng không thể thiếu được tranh vẽ trang trí thế nhưng nàng nhìn một vòng cung không nhìn thấy họa mỹ nhân ngược lại tần an thì vẫn đang hấp hối nằm trên giường nghe thấy có tiếng người đến thì mở mắt ra nhìn thoáng qua tần hoan trong mắt ông ta tựa hồ như có vài phần kinh ngạc lại có vẻ như không nhận ra tần hoan là ai tần hoan lạnh lùng nhìn ông ta một cái rồi lại xoay người đi ra ngoài tìm kiếm không có kết quả gì tần hoan dẫn phục linh đi ra khỏi cửa viện phục linh nghiêng đầu hỏi có phải lão gia thật sự không hề vẽ nhị di nương hoặc là đã cho người ta bỏ đi rồi hay là đã đem đi tặng người khác tần hoan lắc đầu không có khả năng mang đi tặng người khác cũng chắc chắn là ông ta sẽ vẽ dù sao cũng có khoảng thời gian hai năm chung sống thôi bỏ đi có lẽ vậy hoặc cũng có thể là nhiều năm rồi lúc dọn dẹp đồ đạc bị thất lạc Tần Hoan thở dài, vừa mới hóa giải được bí mật của rừng trúc tím. Nàng vốn tưởng rằng có thể biết thêm được gì đó để có thể lôi hung thủ phía sau ra ngoài, không ngờ đến lại vồ hụt một phen. Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi đâu? Đi về đã. Từ khi đám hài cốt tiểu hài tử bị đào ra, tần phủ liền bị quản thúc chặt chẽ. Tần hoan nghĩ nghĩ đã mấy ngày rồi không gặp tần lễ, vừa về đến viện thì tần hoan lại định làm thêm bạch hạch cao đủ cho ba ngày dùng nữa. Thuốc lần trước mang tới giờ không đủ dùng rồi. Tần Hoan nhìn chỗ dược liệu còn lại rồi lắc đầu, xem ra chúng ta phải đến kho thuốc rồi. Nói như vậy rồi Tần Hoan lại dẫn Phục Linh ra ngoài. Mặc dù Tần phủ hoàn toàn hỗn loạn thế nhưng bên phía kho thuốc này lại gần như không có gì khác với trước đây. Lúc Tần Hoan và Phục Linh đến kho thuốc thì cũng nhìn thấy Tiền Bách nhận đang lấy thuốc cho một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kia Tần Hoan nhìn thấy hơi quen mắt. Phục Linh lại liếc mắt một cái là nhận ra được. Tiểu thư, đây là nha đầu bên phía lão phu nhân. Phục Linh vừa dứt lời thì quả nhiên Tần Hoan thấy khuôn mặt lấy lòng của tiền bách nhận, xã hương không đủ rồi, cũng không biết bên đó lão phu nhân có còn không. Tiểu nha đầu kia nghe thấy thế liền gật đầu, không sao, bên phía lão phu nhân vẫn còn xã hương loại thượng đẳng, quay lại ta đến tìm Thái Hà tỷ tỷ lấy một chút là được. Tiền bách nhận nghe thấy thế thì lập tức gật đầu, vừa gói dược liệu lại vừa nói, thế thì không còn gì tốt hơn nữa rồi, hiện giờ trong phủ loạn lạc nên không tiện phái người ra ngoài chọn mua. Tiểu nha đầu kia hành sự rất nhanh nhảy, đợi việc này trôi qua rồi nói sau, hiện giờ trong phủ nhiều nơi cần dùng đến thuốc, trước mắt phải tăng cường cho lão gia và thiếu phu nhân là được. Lão phu nhân cứ dùng phương thuốc bình thường thôi vậy. Phải, phải lão phu nhân thật sự để tâm đến thiếu phu nhân. Tiểu nha đầu chợt trao mày, đương nhiên rồi, lão phu nhân phải xem qua phương thuốc rồi mới đưa cho thiếu phu nhân uống, sợ thiếu phu nhân uống vào không đúng nên còn định bảo thái hà tỷ tỷ đến quan sát thật kỹ nữa. Mặc kệ thuốc là ai khai, ngay cả thuốc cửu tiểu thư trước đây khai cũng vậy. Cửu tiểu thư, tiểu nha đầu đưa lưng về phía tần hoan, tiền bách nhận đứng đối diện cửa, hắn đang gói dược liệu vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy nàng đứng ở cửa nên ngay lập tức sợ hãi cư như thần hồn tiêu tán vừa rồi tiểu nha đầu này đã nói những điều không nên nói ra tiền bách nhận lúc này mới hô lên một tiếng tiểu nha đầu nghe thấy thế thì mặt mày cung lập tức trắng bệch nàng giật lấy gói thuốc trên tay tiền bách nhận rồi xoay người hành lễ với tần hoan sau đó bước nhanh ra ngoài ra đến cửa thì tiểu nha đầu càng đi nhanh hơn nữa Tần Hoan lại chẳng đếm xỉa gì đến mà chỉ nhìn lướt qua tiền bách nhận, chẳng nói gì cả rồi bước vào trong, vẫn lấy những thuốc như trước kia. Phục Linh Phục Linh biết Tần Hoan muốn lấy cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng về phía tiền bách nhận rồi đi thẳng vào trong kho thuốc. Qua chuyện lần trước thì tiền bách nhận không dám có bất cứ điểm nào bất kính với Tần Hoan. Ông ta vội vàng chạy đến cúi đầu cúi người, cử tiểu thư mời ngồi vừa rồi. Chuyện đó... Tần Hoan bình thản như không, lúc ta kê đơn thuốc thì lão phu nhân cũng không yên tâm. Sắc mặt tiền bách nhận thay đổi liên tục, sợ Tần Hoan trách tội lên đầu mình nên vội nói, đó, đó cũng không phải. Lão phu nhân lo lắng cho thân thể của thiếu phu nhân cho nên tất cả đơn thuốc đều không dám dùng loạn. Không chỉ có như vậy, ngay cả dược liệu cũng phải dùng loại thượng phẩm trong thượng phẩm, vừa thuần khiết vừa chuẩn xác chỉ sợ có một vị thuốc không tốt dẫn đến làm hỏng đi toàn bộ đơn thuốc. Mặc dù trên mặt tần hoan lạnh lùng thế nhưng trong lòng lại hiểu tâm tư của tưởng thị, bà ta cực kỳ coi trọng con cháu, lại đặt hy vọng cực kỳ lớn vào tần sâm, cho nên cũng như vậy với hài tử của hắn. Phương thuốc phải đúng, dược liệu phải tốt. Có những loại thuốc để lâu ngày thì sẽ bị mốc nên đương nhiên là không thể dùng được. Tần hoan gật đầu rồi đột nhiên nói. Chỗ lão phu nhân có xả hương loại thượng đẳng sao? Hiện tại Tiền Bách nhận biết thì sẽ nói mà nói thì sẽ nói hết, đừng nói là tần hoan hỏi xả hương, ngay cả nàng hỏi bất kỳ chuyện gì cũng được, chỉ cần ông ta biết thì chắc chắn sẽ trả lời. Đúng vậy, bên chỗ lão phu nhân có nhiều xả hương thượng phẩm tốt hơn nhiều so với các loại thuốc thông thường, có thể là do bên kinh thành kia đưa đến, hoặc cũng có thể là mua ở chỗ khác đem về, tóm lại đều là chân phẩm trong chân phẩm. Tần Hoan không thể ngờ được, nghĩ đến Diêu Tâm Lan bị người ta bỏ xạ hương và đương quy vào trong thuốc. Nàng trao mày rồi lại nghĩ đến tình cảnh trước đây, đêm đó sau khi biết được Diêu Tâm Lan bị ra máu ở trên đường về, Tưởng thị và Lâm thị sốt ruột lo lắng không giống giả mạo, sau này Tưởng thị quan tâm lo lắng cho Diêu Tâm Lan cũng cực kỳ rõ ràng cho nên không có khả năng bà ta bỏ thứ chí mạng như vậy vào trong thuốc của Diêu Tâm Lan. Đương quy thì cực kỳ bình thường, Thế nhưng xạ hương lại không dễ lấy, nhưng gã sai vặt của Tần Sâm cũng đã từng đi lấy. Tưởng thị, Tần Sâm, hai người này một người là tằng tổ mẫu, một người là phụ thân của hài tử, theo lý thuyết thì sẽ không thể có ai muốn hại hài hai tử cả. Thế nhưng xạ hương lại cứ có liên quan đến hai người này. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 179, Xuân cung đồ 3. Cửu tiểu thư những lời tiểu nhân vừa nói từng câu từng chữ đều là sự thật. Nếu như cửu tiểu thư không tin có thể đi hỏi nha đầu vừa mới rời khỏi kia đi, hoặc là đến hỏi những người khác trong phủ, chuyện này tất cả mọi người đều biết mà. Tần hoan hoàn hồn, nàng quay đầu lại nhìn trên trán tiền bách nhận đang chảy đầy mồ hôi đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt cực kỳ sợ sệt. Tần hoan thở dài trong lòng, trước đây tiền bách nhận cũng không tốt tính như vậy với nàng, Năm đó cử tiểu thư yếu đuối thì hắn tìm mọi cách ức hiếp để vơ vết béo bở. Sau này khi nàng xuyên đến đây, thay đổi tính tình thì tiền bách nhận cũng chỉ ra vẻ cung kính với nàng mà thôi. Lần trước ông ta thấy được thái độ của Yến Trì và Hoác Hoài Tín đối với nàng thì trong lòng mới có chút kính sợ. Thế đạo này, thật sự là lúc nào cũng hứng cao đạp thấp. Ta có nói không tin à? Tần Hoan lạnh nhạt, trong lòng tiền bách nhận lại quính quáng lên, có phải bản thân vừa nói bậy rồi không? Ông ta trên mặt thì sầu khổ còn trong lòng thì thấp thỏm không yên, không phải không phải, tiểu nhân sao có thể. Vừa nói đến đây thì Phục Linh đi từ kho thuốc ra ngoài, tần hoan thấy nàng ra ngoài liền đứng thẳng dậy, không đợi tiền bách nhận nói xong liền chuẩn bị đi khỏi kho thuốc. Tiền bách nhận thấy tần hoan đi ra cửa chính thì cẳng chân cũng bắt đầu mềm nhũn xuống. Có phải ông ta lại đắc tội với tần hoan rồi không? Nếu như sau này lại tiếp tục điều tra về bệnh của Tần An, liệu có thể lại coi ông ta như hung thủ hạ độc hay không? Mới nghĩ đến đây thôi thì trước mặt Tiền Bách nhận đã tối sầm lại rồi. "Tiểu thư, vừa rồi ở bên ngoài hỏi gì đó." Tần Hoan lắc đầu, "Hỏi có phải bên chỗ lão phu nhân vẫn còn xả hương thượng phẩm hay không?" Phục Linh gật đầu, "Đó là đương nhiên rồi, lão phu nhân cũng có nhà kho nhỏ của riêng mình, thu thập rất nhiều bảo bối đó." Tần Hoan không nói nữa, nàng cảm thấy được sự quan tâm của tưởng thị đối với Diêu Tâm Lan không phải giả. Nhưng suy đi tính lại thì tưởng thị cũng vẫn có chút thâm trầm khó lường, có lẽ bà ta cũng cất giấu nội tình gì đó mà không muốn người ngoài biết. Tâm từ Tần Hoan thâm trầm, đợi đến lúc về đến cửa Đinh Lan viện rồi nàng lại thấy Yến chỉ đang đứng đợi ở ngoài cửa viện. Tần Hoan thấy thế vội vàng tiến lên, sao Điện Hạ lại ở đây? Điện Hạ đã thẩm vấn xong rồi à? Yến Chỉ cũng tiến vài bước về phía Tần Hoan, hắn gật gật đầu, "Ừ, hỏi xong rồi, tạm thời không có thu hoạch gì." Tần Hoan hoàn toàn không ngoài ý muốn, gây ra chuyện lần này thì hung thủ sau lưng cũng không phải là hành động nhất thời do kích thích, nếu như người đó đã có mưu đồ từ trước thì đương nhiên sẽ không để chúng ta phát hiện ra nhanh như vậy. "Vừa rồi ngươi đến thư phòng của Tần An ở Tiên viện." Yến Chỉ nắm thông tin rất nhanh, Tần Hoan gật gật đầu, "Đúng vậy." ta đến hỏi liễu di nương về dung mạo của nhị di nương. Liêu đại nương nói bà ấy không nhớ rõ lắm. Nếu như muốn biết diện mạo của nhị di nương thì chắc hẳn phải đi tìm bức tranh mà Tần An trước đây đã từng vẽ cho nàng. Nói xong sắc mặt Tần Hoan hơi trầm xuống, đáng tiếc là chúng ta đã lật khắp thư phòng lên cũng không tìm được. Yến chỉ trầm ngâm, người muốn nhìn dung mạo của nhị di nương, sau đó đi xem xem trong phủ có ai trông giống với nhị di nương hay không hả? Tần Hoan gật đầu, đúng là như thế, đáng tiếc lại không tìm được. Thời gian đã lâu lắm rồi. Yến chỉ lại nói, vừa rồi ngươi chỉ tìm bên trong thư phòng của Tần An, có đi tìm nhà kho khác ở trong phủ chưa? Nếu là tranh chữ thì có thể tính là tài sản có giá trị không nhỏ, cho nên có lẽ là sẽ cất giữ ở đâu đó trong nhà kho. Yến chỉ còn chưa dứt lời thì đáy mắt Tần Hoan đã sáng lên, vậy mà ta lại quên mất. Thấy trên mặt Yến Chỉ lộ vẻ khó hiểu, Tần Hoan thở dài, hôm nay cả Điện Hạ và Lưu Đại Nương đều nghĩ đến những điều mà ta không nghĩ đến, ta thật đúng là. Nhà kho trong phủ không chỉ là nhà kho đơn thuần mà còn có cả kho sách, vừa rồi tự nhiên ta lại không nghĩ ra. Lần trước Tần Hoan đã đến kho sách để tìm sách thuốc, về sau không có việc gì nên cũng không đến đó nữa, thành ra không có ấn tượng gì về kho sách cả. Hiện tại Yến Chỉ nhắc đến khiến cho nàng đột nhiên nhớ ra trong kho sách kia ngoại trừ sách thì còn có cả tranh nữa ngày đó nàng nhìn phía sâu bên trong kho sách toàn là thi hỏa cho nên nàng mới không tiếp tục nhìn nữa đáy lòng tần hoan phấn chấn hẳn lên đi lâm phong viện tìm đại ca và đại tẩu lấy chìa khóa nàng quay người lại căn dặn phục linh em cất thuốc vào trong đi lát nữa đến kho sách tìm ta tần hoan nói xong liền đi luôn phục linh gật đầu vội vàng đi vào trong viện Yến chỉ đi theo sao Tần Hoan, người đã từng đến kho sách. Tần Hoan gật đầu, đã từng, lúc đó ta phải đi tìm sách thuốc, đúng là đột nhiên lại quên bẵng mất, ta nhớ rõ bên trong có rất nhiều thi hỏa, thứ chúng ta muốn tìm có lẽ là ở chỗ đó, vậy mà ta lại quên. Yến chỉ cong môi, nhất thời không nhớ ra mà thôi, nếu như tìm được thì đó đúng là một công lớn rồi. Tần Hoan vừa đi vừa nghiêng người lại, Vậy đó cũng là công lao của Thế tử Điện hạ và Lưu đại nương nữa. Yến Trì không nói chuyện nhưng đáy mắt lại như có tia sáng, hắn chỉ đi theo Tần Hoan đến Lâm Phong viện. Mới vừa đến cửa viện thì đã nhìn thấy Tần Sâm sắc mặt rất khó coi đi từ bên trong ra. Tần Hoan sửng sốt, Tần Sâm cũng không ngờ đến sẽ gặp phải Tần Hoan và Yến Trì nên ngay lập tức cố gắng thay đổi sắc mặt, hắn chắp tay cúi đầu về phía Yến Trì, bái kiến Thế tử Điện hạ. Đại thiếu gia đứng dậy đi, không cần đa lễ." Yến Chỉ lạnh nhạt trả lời, Tần Sâm đứng thẳng lên, sao điện hạ lại qua đây thế?" Yến Chỉ hất cằm về phía Tần Hoan, "Đi cùng lệnh muội ngươi." Lời này của hắn có hai tầng ẩn ý, Tần Hoan nghe thấy thế thì sống lưng cũng cứng đờ. Tần Sâm chăm chú nhìn sang Tần Hoan, "Sao cửu muội muội muốn đến đây?" Nếu như Tần Hoan đến thăm Diêu Tâm Lan thì đương nhiên sẽ không dẫn theo Yến Chỉ mà một khi đã dẫn Yến Trì đến thì chắc chắn là vì tra án. Sắc mặt Tần Hoan rất ung dung vô hải, nhìn thấy ánh mắt của Tần Sâm đột nhiên nàng lại nghĩ đến chuyện xả hương. Nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng lại trả lời theo bản năng, lần trước đưa cho đại tẩu một cuốn tạp ký, hôm nay nhắc đến với Điện Hạ thì vừa đúng lúc Điện Hạ cũng đang muốn tìm cuốn sách đó cho nên muội mới đến lấy. Tần Sâm chợt bừng tỉnh, cuốn tạp ký mà Tần Hoan đưa cho Diêu Tâm Lan hắn cũng đã từng đọc qua, vẫn còn đang để ở bên gối Diêu Tâm Lan. Thấy sắc mặt Tần Sâm nới lỏng ra thì Tần Hoan lại nói, đại ca là đang định đi đâu thế? Tần Sâm trả lời, hôm nay ta còn chưa đến thăm phụ thân. Chuyện năm đó suy cho cùng là tội của Tần An, hiện tại sự thật chân tướng cơ bản đã rõ ràng rồi, không có liên quan gì đến Tần Sâm cả. Tần Hoan nghe thấy hắn nói như vậy thì khẽ thở dài, được vậy đại ca cứ đi đi tần hoan gật đầu cúi người với yến trì một cái rồi mới đi về phía tiền viện thấy tần sâm rời đi rồi yến trì mới nhìn tần hoan hỏi vì sao phải nói dối tần hoan lảng tránh ánh mắt của hắn tựa hồ như hơi khó xử yến trì lại quay đầu nhìn về hướng mà tần sâm vừa mới rời đi mặc kệ ngươi vì cái gì nhưng có tâm phòng bị đối với hắn thì cũng đúng tần hoan nhất thời kinh ngạc nàng phòng bị với tần sâm chỉ là vì nhớ đến chuyện xạ hương cho nên nàng mới cảm thấy thiếu tin tưởng hắn thôi nhưng sao yến chỉ cũng nói như vậy hắn cũng đâu biết chuyện xạ hương vì sao điện hạ nói như vậy yến chỉ quay đầu lại vị đại ca này của ngươi không đơn giản tần hoan trợn tròn mắt yến chỉ lại thúc giục vào trong đi ta đứng ở ngoài này chờ tần hoan còn nhìn yến chỉ giây lát rồi mới gật đầu xoay người lại đi vào lâm phong viên vừa vào trong viện thì lại là bầu không khí tràn đầy áp lực đập vào mặt nàng. Hai nô tỳ canh giữ ngoài cửa cúi đầu rất thấp, khép nép giống như nhành hoa vừa bị bao táp mưa xa quật tới. Tiếng bước chân của tần hoan khiến cho hai tiểu nô ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tần hoan xuất hiện thì một tiểu nô lập tức chạy vào trong bầm báo. Rất nhanh sau đó mặc thư đã đi ra, hốc mắt nàng hơi đỏ lên, nhìn thấy tần hoan thì vẻ mặt lại càng muốn nói lại thôi. Sao thế, đại ca và đại tẩu lại cãi nhau à? Vừa rồi sắc mặt Tần Sâm khó coi, hiện tại trong viện lại là như thế này, Tần Hoan chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết vừa xảy ra chuyện gì. Đại tẩu, Tần Hoan vừa hỏi vừa đi vào bên trong, vừa đến cửa phòng đã thấy Diêu Tâm Lan ngồi ngơ ngẩn ở đầu giường, cũng không hề khóc thút thít như trong tưởng tượng của Tần Hoan. "Tiểu thư, cử tiểu thư đến này." Mặc thư thông báo một câu, Diêu tâm lan vẫn ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn tần hoan, nước mắt trong khóe mắt nàng đột nhiên đong đầy thế nhưng vẫn chưa chảy xuống. Tần hoan vội vàng tiến lên phía trước, đại tàu. Diêu tâm lan kéo kéo khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười chua xót, cửu muội muội, ta đột nhiên. Đột nhiên cảm thấy được, muội nói đúng, ta phải làm gì đó rồi. Trong lòng tần hoan khẽ động, nàng vội ngồi xuống bên cạnh diêu tâm lan, đại tàu tẩu nghĩ thông suốt rồi à diêu tâm lan lắc đầu vẫn chưa nghĩ rõ ràng lắm thế nhưng ta đã bắt đầu suy nghĩ rồi nói xong nàng lại kéo kéo khóe môi ta cũng không muốn như vậy đâu như vậy thì khổ sở quá thật sự quá khổ sở rồi nói xong nàng khịt khịt mũi cửu muội muội đến đây thăm ta à tần hoan hơi nhẹn lời nhưng nghĩ đến yến trì còn đang chờ bên ngoài nên nàng đành phải thẳng thắn muội là đến nhờ đại tẩu hỗ trợ muội muội muốn đến kho sách tìm đồ cho nên muốn đến hỏi đại tẩu mượn chìa khóa diêu tâm lan hoàn toàn không có vẻ thất vọng mà chỉ gật gật đầu được bảo mặc thư lấy cho muội cũng không biết chìa khóa có còn ở trong viện nữa hay không bình thường chỉ có đại ca muội dùng đến kho sách thôi tần hoan vội lắc đầu không sao nếu như chìa khóa không có ở đây thì muội đến hỏi mượn đại ca là được nói xong tần hoan lại có chút muốn nói lại thôi đại tẩu Diêu Tâm Lan lắc đầu, không sao cả, muội đi đi, ta còn bận suy nghĩ, ta phải suy nghĩ rõ ràng. Nói xong Diêu Tâm Lan lại ngơ ngẩn xuất thần, Tần Hoan nhìn nàng giây lát rồi đi theo Mặc Thư ra ngoài. Mặc Thư đi sang phòng bên cạnh, rất nhanh đã ra ngoài, chìa khóa ở đây, cửu tiểu thư. Tần Hoan nhận lấy chìa khóa, Mặc Thư tỏ vẻ xin lỗi, cửu tiểu thư, hôm nay nô tỳ không thể dẫn người đi. Không sao cả bản thân ta đã nhớ rõ đường rồi. Tần Hoan lo lắng nhìn thoáng qua hướng phòng trong, người đến chăm sóc đại tẩu đi, đợi tìm xong đồ rồi thì ta lại tới đây thăm đại tẩu. Nói xong nàng lại bồi thêm một câu nữa, cuốn tạp ký kia cứ để ở chỗ đại tẩu đi vậy. Mặc thư nghe xong câu này cũng cho rằng Tần Hoan vốn đang định cầm cuốn tạp ký kia đi, nàng vội vàng cảm kích nói, đa tạ cửu tiểu thư. Tần Hoan không nhiều lời nữa, bước nhanh từ trong viện đi ra. Vừa nhìn thấy Yến Trì nàng vội nói, "Điện hạ, mau." Tần Hoan cũng không nói nhiều nữa, lập tức dẫn Yến Trì đi đến kho sách. Có thể là vì nàng lừa Tần Sâm, có thể là vì nhìn thấy vết rách giữa Diêu Tâm Lan và Tần Sâm càng ngày càng lớn cho nên nàng mới không tin vào thâm tình tốt đẹp của hắn ta. Hiện tại trong tay nàng đang nắm chìa khóa kho sách, trái tim lại đập loạn nhịp không thôi. Nàng hơi căng thẳng cho nên bước chân cũng cực kỳ nhanh. Suốt dọc đường đi Yến Trì chỉ, chỉ theo sát mà không nói câu nào, đợi đến khi đến trước cửa kho sách thì Tần Hoan mở cửa ra rồi mới đứng lại đợi Yến Trì bước vào, tay nàng vẫn giữ lấy cánh cửa. "Thi họa đều ở tốt phía sau, chúng ta phải nhanh lên một chút." Vừa nói xong thì động tác của Yến Trì còn nhanh hơn Tần Hoan, trong không gian nhỏ hẹp, bốn phía đều là giá sách cao lớn, ở tận cùng trong góc có bảy bảy tám cái ngăn kéo tủ, tất cả đều là để cất thi họa tần hoan nhìn xung quanh một chút rồi trực tiếp đi đến ngăn kéo nhìn sơ qua không bắt mắt nhất ở tận phía trong cùng dựa vào tính cách của tần an bức họa nhị di nương khiến cho ông ta nhung nhớ thì đương nhiên sẽ không để chung với những tác phẩm của danh gia giá trị nghìn vàng mà hiện tại chỉ có ngăn tủ này là không bắt mắt nhất lại còn phủ đầy bụi rất có khả năng là để ở trong này yến chỉ vốn đang tự mình tìm thế nhưng hắn lại muốn đứng ở gần tần hoan một chút thế nên hắn quay sang tìm ở chỗ khác, ở gần phía tần hoan. Đúng lúc này hắn rõ ràng nhìn thấy tần hoan vừa mới mở một bức hỏa ra đã đứng chết chân tại chỗ. Yến chỉ biến sắc, tìm được rồi, nói xong hắn tiến lên sát phía sau lưng nàng. Trong lòng Yến chỉ đầy hy vọng sẽ tìm thấy bức hỏa kia, nhưng vừa nhìn thấy thì rất nhanh sau đó hắn trao mày lại. Trên bức tranh dài hai thước này có vẽ hơn 10 bức tranh nhỏ đều vẽ hai người trần chuồng dây dưa quấn quýt với nhau. Trong phòng, đình viện, đồng cỏ, bên cạnh suối, trong thùng gỗ, trên xích đu. Dây dưa quấn quýt, trông rất sống động, tư thế khác nhau, bút pháp cực tinh xảo. Yến chỉ nhìn lướt qua từng cái một, đôi mắt phượng cũng nhíu chặt lại, thực ra đây là Xuân Cung Đồ, chương 180, Đạo Đức Giả, 1 Trên cửa sổ cao cao dọi vào một tia sáng vàng rực khiến cho lối đi chật hẹp trong kho sách sáng lên đôi chút. Dù là như vậy thì bên trong kho sách ánh sáng vẫn âm u mở ảo. Yến Trì đứng ở phía sau lưng tần hoan, ánh mắt hắn vượt qua đầu vai nàng nhìn xuống. Trên trang giấy hơi ngả vàng, từng bức lại từng bức tranh vẽ xuân cung đồ trông rất sống động, kỹ thuật vẽ tranh của tác giả rất cao siêu, màu tô lẫn bố cục đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và độc đáo. Khi vẽ đình viện thì có thể thấy được trong đình có hoa mẫu đơn trên nhụy hoa còn đang động lại sương sớm vẽ bên dòng suối thì có thể thấy được thiên nga bơi lội bên trên nước suối trong vắt nhìn được từng tảng đá dưới tận đáy vẽ đồng cỏ thì có thể thấy được hoa cỏ xanh mướt như tấm thảm lá hoa rất rõ ràng không lẫn với nhau một khi tác giả đã tả cảnh vật tinh tế đến như vậy thì đương nhiên vẽ người cũng phải là tinh tế đến cực điểm hai người kia dính nhau ở cùng một chỗ dáng vẻ nam lẫn nữ đều rất tuấn lãng xinh đẹp hoặc là trần chuồng, hoặc là có quần áo thế nhưng đều có thể thấy được đường nét cơ bắp trên người nam tử, thấy được chóp núi đỏ sẫm của nữ tử, mà chỗ hai người đang dính vào nhau kia. Ánh mắt Yến chỉ lập tức chuyển đến trên mặt tần hoan, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, đang động lại trên đầu vai tần hoan, trên đôi gò má trắng như tuyết của nàng rõ ràng đã ửng hồng hẳn lên. Yến nhìn nghỉ nghỉ như vậy thì con ngươi cũng chợt tối lại. Xoạt, một tiếng, Tần hoan đóng xuân cung đồ trên tay lại, nàng lấy lại bình tĩnh rồi xoay người nhìn về yến chi. Nàng vội vàng tìm kiếm dấu vết trên mặt yến chỉ thế nhưng nhìn qua nhìn lại thì hắn cũng chẳng thể hiện biểu cảm gì đặc biệt ra mặt cả. Đáy lòng tần hoan buông lòng, vội vàng quay lại cuộn tranh lại lần nữa, bức. Bức này không phải. Nói xong thì tần hoan âm thầm thở ra một hơi. Bản thân là đại phu, chắc hẳn sẽ không bị mấy dạng tranh như này làm lay động đâu hả? Ngay tại lúc Tần Hoan sắp thở xong một hơi thì đột nhiên Yến Trì lại lên tiếng. Hắn vừa nói ra thì sống lưng Tần Hoan đột nhiên dựng thẳng, hóa ra hắn đã trông thấy. Nhìn Tần Hoan lại chết đứng tại chỗ thêm lần nữa, đáy mắt Yến Trì tràn ngập ý cười. Tia sáng chiếu lên đầu vai nàng đột nhiên chợt sáng rực lên, bụi tung bay dưới áng sáng giống như phấn vàng lấp lánh trong không khí, đột nhiên có một sự ngọt ngào khó tả đang lờn vờn trong tim hắn yến chỉ không muốn khiến cho nàng khó xử nên mới xoay người sang chỗ khác đi về hướng tủ cao sau lưng nàng nghe thấy bước chân hắn rời đi sống lưng đông cứng của nàng mới từ từ được buông lỏng đó là đương nhiên giọng nói nàng lạnh lùng thế nhưng lỗ tai đã đỏ rực lên bản thân nàng là đại phu đương nhiên biết từng tấc xương cốt da rẻ trên thân người thế nhưng bao lâu nay cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng được thấy qua mấy thứ này Tần Hoan trao mày rồi cầm lấy cuộn tranh này nhét vào chỗ sâu nhất trên tủ cao. Trong lòng nàng âm thầm chửi rủa Tần An, quả nhiên đúng là Tần An, ngay cả siêu tầm thi hỏa cũng là những thứ này. Tần Hoan ổn định lại tinh thần rồi nhìn vào các cuộn tranh khác trong măn tủ, vừa nhìn thì không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Lớp tranh đầu tiên trong măn tủ này, hoặc là Xuân Cung Đồ 12 Tư Thế, hoặc là Mỹ Nhân Tắm Tiên, thậm chí còn có cả nam nam nữ nữ chơi đùa trong rừng thịt biển rượu. Tần Hoan mở từng bước ra cũng chỉ mở một góc ra nhìn rồi cuộn trở vào, lại sợ Yến Chỉ ở đằng sau bước đến nên nàng vừa xem tranh lại vừa nghi hoặc. Chẳng lẽ tác phẩm trong ngăn tủ này đều là như vậy? Tần Hoan chưa từ bỏ ý định nên đến lúc nàng mở cuốn tranh cuối cùng ra thì trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ rồi đóng ngăn tủ lại. Yến Chỉ vừa nghe động tĩnh phía sau lưng trên mặt lại vừa tràn ngập ý cười thế nhưng vẫn không quay đầu lại. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan đóng ngăn tủ lại xong rồi mới quay đầu liếc nhìn Yến Trì một cái, thấy mặt mũi Yến Trì vẫn lạnh như không thì nàng liền tự nhủ, nếu như Yến Trì là một quân nhân tâm tính kiên định như vậy thì đương nhiên sẽ không dễ dàng đứng núi này trông núi nọ. Được như vậy thì đúng thật là rất tốt. Tần Hoan thở dài, lại mở tiếp một tủ cao ở phía bên cạnh ra. Vừa mở ra thì Tần Hoan thấy mấy bức tranh chữ đã ố vàng mà trên quyền trục lại có mấy hàng lạc khoản nho nhỏ. Nhìn lời đề tựa kia có lẽ đây là tác phẩm một vị tác gia nổi tiếng nào đó từ tiền triều. Nàng mở ra thì thấy quả nhiên đây đúng là đồ cũ của tiền triều. Sau đó nàng lại nhìn nhìn trong măn tủ này rồi lại nhìn sang bên măn chứa xuân cung đồ. Tần hoan thở dài, tần phủ của cải sâu dày vậy mà lại gặp một gia chủ như tần an. Bên này đều là tác phẩm lưu niệm của tần phủ. Tần hoan lại nhìn thêm mấy bức, Yến chỉ bên kia cũng nói như vậy, mấy ngăn tủ sâu nhất trong kho sách này đã bị hai người bọn họ xem hết rồi, cho nên Tần Hoan đành phải đi ra ngoài. Yến chỉ đứng ở đối diện nàng, hắn cũng đi ra ngoài vài bước. Đi tiếp ra phía ngoài, giấy vẽ tranh đặt trên các ngăn tủ đều là những loại mới đây. Tần Hoan nhìn thì cảm giác không giống với 7, 8 năm lắm, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được mà tiếp tục tìm kiếm. Mới tìm được một nửa thì đột nhiên động tác của Yến Trì dừng lại, người đến xem này. Tần Hoan nghe thấy thế đáy mắt hơi sáng lên, nàng liền quay người lại tiến đến bên cạnh Yến Trì. Hắn đang mở một bức họa dài hai thước ra được một nửa rồi, mà bức họa đó không phải do danh gia vẽ. người được vẽ trong tranh chính là bóng lưng của một nữ tử áo đỏ. Kỹ thuật vẽ tranh của người này cũng không phải là quá cao siêu, thế nhưng thắng ở chỗ phong cách vẽ rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào bức họa này, mà chỉ là một cái bóng lưng thôi. Tần Hoan cũng cảm giác ra được nữ tử này xinh đẹp tuyệt mỹ, bóng lưng rất là lướt quyến rũ, tóc đen tung bay trong gió. Nàng đi duyên dáng giữa nắng xuân chiếu xuống qua cành liễu, váy áo bay lượn, bươm bướm vờn quanh, quả nhiên là một bức họa mỹ nhân cực kỳ sống động làm say lòng người. Tranh này, tác giả vẫn chưa vẽ chính diện nữ tử này, cho dù đây có là nhị di nương thì cũng chẳng có tác dụng gì với tần hoan cả. Mà nàng nhìn kỹ lại tranh này, theo bản năng lại cảm thấy được không đúng lắm. Yến chỉ nói tiếp, chất giấy tranh này không đủ cũ, có lẽ mới chỉ vẽ trong khoảng một năm trở lại đây thôi. Tần Hoan gật đầu, tay lại vuốt ve bức tranh, đúng là như thế, có điều. Nói xong Tần Hoan lại mở hết hoàn toàn bức tranh ra, mở hết ra nhưng có vẻ như tác giả không muốn viết lên là khoản lưu niệm, thậm chí ngay cả ngày tháng vẽ ra cũng không viết thế nhưng tần hoan tinh mắt phát hiện ra bên góc trái phía dưới có một ấn tín mơ hồ nàng nheo mắt nhìn một lúc sau mới nhìn ra hai chữ đó mân du tần hoan nghi hoặc đây là ai có vẻ như là tên tự của người nào đó yến chỉ cũng tập trung tinh thần hai chữ mân du này đều là dùng để miêu tả ngọc tốt mà trong tần phủ thì chỉ có tên của đại thiếu gia có chứa hai chữ chân bảo mỹ ngọc này thôi nếu như ta đoán không sai thì đây có lẽ là tên tự của đại thiếu gia tần sâm mí mắt tần hoan hơi co giật diêu tâm lan đã từng nói nàng nằm mơ thấy tần sâm vẽ tranh lại còn vẽ nữ tử khắp núi đồi đều là đậu đỏ tương tư tần hoan lại quan sát kỹ bức tranh này mặc dù không hề có đậu đỏ tương tư thế nhưng toàn bộ nét rực rỡ của ngày xuân đều đã được vẽ ra trong tranh tựa hồ như muốn dùng cảnh xuân của cả thế gian này hiến dâng cho nữ tử trong tranh Tần Hoan khẽ nói, có lẽ là do đại ca vẽ ra. Yến chỉ không biết vấn đề phát sinh giữa Diêu Tâm Lan và Tần Sâm nên chỉ nói theo bản năng, đây là hắn vẽ thiếu phu nhân của quý phủ. Tần Hoan không trả lời ngay lập tức, Yến chỉ liếc nhìn nàng một cái đã thấy được vẻ mặt trầm trọng và lông mày nhíu lại của nàng, không phải thiếu phu nhân à. Nghe nói hắn và thiếu phu nhân thành thân vẫn chưa đến một năm, sao lại đã đi vẽ người khác rồi yến trì cũng cảm nhận được tình yêu của người vẽ đối với nữ tử trong tranh cho nên mới hiểu được tâm tư của tần sâm tần hoan lắc đầu không tiện nói những điều mình biết ra quá chi tiết tuy nhiên trong lòng nàng lại tín nhiệm yến trì thế nên chỉ nói ta cũng không biết nhưng đại ca và đại tầu lại không hề ân ái giống như bên ngoài vẫn nói yến trì trầm tư suy nghĩ một lát nhất thời không nghĩ đến chuyện này có quan hệ gì với Lưu Xuân và Liễu Thị mà chỉ coi như là một bí mật mới trong tần phủ mà thôi, cho nên hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa mà cuộn bức tranh lại. Thế nhưng hiện tại tần hoan lại tay chân lạnh lẽo, trong tần phủ đến nay đã cất giấu ba vụ án mạng rồi. Đến tận bây giờ Tần Hoan vẫn chưa nghĩ thông suốt rốt cuộc là vì sao ngày xưa cửu tiểu thư phải bước chân vào rừng trúc tím, khả năng cao nhất chính là biết được những chuyện không nên biết do đó mới dẫn đến họa sát thân. Vậy đối với Tần Sâm mà nói, hắn thích người khác hay không thì cũng có thể là chuyện trí mạng hay sao? Làm sao thế? Thấy một lúc lâu Tần Hoan không lên tiếng nên Yến Trì mới hỏi một câu. Đứng từ góc độ này của hắn nhìn sang thì thấy vẻ mặt của Tần Hoan lại càng nghiêm trọng hơn ban nãy. Yến chỉ đoán có lẽ là Tần Hoan chưa bao giờ nghĩ đến Tần Sâm sẽ như vậy, hoặc do nàng giao hảo tốt với vị thiếu phu nhân kia cho nên mới bất mãn với Tần Sâm. Yến chỉ cất bức tranh về chỗ cũ có cần phải nói chuyện này cho thiếu phu nhân không tần hoan hoàn hồn giây lát sau mới lắc đầu vẫn chưa nghĩ thông suốt ánh mắt yến chỉ hơi tối vẫn là câu nói ban nãy tâm tư của vị đại ca kia của ngươi không đơn giản ngươi phải đề phòng tần hoan gật gật đầu vứt hết những tạp niệm ra khỏi đầu rồi đi đến một giá sách bên cạnh tiếp tục giọng nói tần hoan trầm trầm động tác cũng cực kỳ lưu loát Thấy nàng như vậy thì Yến chỉ cũng đứng ở bên cạnh bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng liên tiếp mở ngăn tủ ra, đều thấy là sách cổ đã lưu trữ rất lâu rồi, cũng không có tranh vẽ của những năm gần đây. Tần Hoan đóng ngăn tủ cuối cùng lại, sắc mặt hơi trầm trọng, xem ra cũng không để ở trong này. Yến Trì nheo mắt, thi họa trong phủ có khả năng còn cất ở chỗ nào khác nữa không? Tần Hoan lắc đầu, thi họa sách cổ đều đã ở trong này rồi, nơi nào khác nữa thì ta không biết phải đi hỏi thì mới biết được. Tần Hoan nhìn xung quanh một vòng, nếu đã không có thì chúng ta rời đi thôi. Yến chỉ đương nhiên là gật đầu, hai người đi ra khỏi kho sách rồi lại đi về hướng Lâm Phong Viện. Vừa rồi nhìn thấy bức họa của Tần Sâm, mặc dù Yến chỉ không quan tâm đến mấy bí mật này của Tần Phủ thế nhưng Tần Hoan vẫn còn đang sống trong Tần Phủ, cho nên hắn không nhịn được mà hơi bận lòng. Vừa rồi lúc Tần Sâm rời đi thì vẻ mặt rất kỳ quái. Yến chỉ chỉ nói một câu vậy thôi thì Tần Hoan đã hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, vừa rồi hai người bọn họ cãi nhau. Ánh mắt Yến chỉ có vẻ như chuyện này đã nằm trong dự đoán, hắn chỉ nhìn nàng rồi nói, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến vụ án, thế nhưng người tốt nhất đừng nên xen vào chuyện hai người bọn họ. Tần Phủ hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, sau này người quyết định mọi việc trong Tần Phủ chắc chắn sẽ là Tần Sâm. Tần Hoan chỉ là người ăn nhờ ở đầu sau này nếu như Tần phủ thực sự do Tần Sâm làm gia chủ thì Tần Hoan phải nên giao hảo thật tốt với Tần Sâm mới đúng. Tần Hoan cũng hiểu những đạo lý này, nàng biết Yến Trì đang quan tâm nàng nên trong lòng đột nhiên thấy hơi ấm áp. Thế tử điện hạ yên tâm, ta tự biết phải làm gì. Vừa dứt lời thì Bạch Phong đã đi từ phía tiền viện đến, thấy dáng vẻ hắn như có chuyện muốn bẩm báo cho nên Tần Hoan mới tiến lên trước hai bước cách xa khỏi Yến Trì quả nhiên hắn đi đến sát bên cạnh Yến Trì rồi khẽ nói gì đó. Yến Trì nghe thấy lời này thì sắc mặt khẽ biến, ngược lại nhìn Tần Hoan, Hoắc Chi Phù đã bắt được người rồi, trong đó có một người đã mang về Tần Phù. Để ta đi xem thử, Bạch Phong ở lại chỗ này với ngươi. Tần Hoan gật đầu xong lại lắc đầu, không cần, bên cạnh thế tử điện hạ nên có người mới đúng, ta đến Lâm Phong Viện trả chìa khóa thôi rồi lại quay về viện của mình điện hạ không cần phải lo lắng. Yến chỉ suy nghĩ một lát, vậy cũng được, nếu như có tin tức gì hữu dụng thì ta sẽ đến tìm ngươi. Tần Hoan gật đầu, Yến chỉ cũng không chậm trễ nữa mà rời đi luôn. Nhìn bóng dáng của hắn đi khuất hẳn thì Tần Hoan mới đi về hướng Lâm Phong Viện, mới đi được vài bước thì Tần Hoan đã thấy Phục Linh đang vội vội vàng vàng chạy đến đây. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn